Em chào cả nhà nhé. Hiện tại đang là phiên trưa của ngày 19 tháng 11 năm 2020. Trưa nay thì em sẽ lên chia sẻ một số mặt hàng như là đen dâu nắng này, địa lan cọp đỏ, quốc sắc thiên hương và một số những cái dòng thân thòng cho hoa dịp Tết. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng đều không bao ship, phí ship đồng giá là 40.000 một thùng. Sau đây thì em sẽ đi lên báo giá chi tiết từng cái mã sản phẩm một ạ. Hôm nay thì em có cái dòng địa lan cọp đỏ này và địa lan cúc sắc thiên hương nhé. Đây, đầu tiên nó là cái địa lan cọp đỏ hay còn gọi là địa lan tiger. Một chậu địa lan tiger này em đang bán với giá là 250.000 một chậu, chưa bao gồm phí ship. Cứ trung bình một chậu này thì nó cứ dao động từ hai cái vòi hoa đổ lên nhá. Địa lan này thì mỗi đợt hoa của nó sẽ kéo dài khoảng tầm từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi nhá. Mà hoa ra quanh năm, cứ hết đợt này lại đến đợt khác này. Cái màu đỏ này nó thể hiện cho cái sự quyền lực quý phái nhá, rất là đẹp luôn này. Đây, cánh đỏ nhá, đỏ này của em nó là cái màu đỏ mận. Lưỡi đốm này, trắng đốm đỏ nhá, siêu đẹp luôn. Đây, em sẽ cầm một chậu lên cho mọi người xem này. Trung bình một chậu này, nó sẽ có hai vòi hoa. Đây nhá, và còn một số tép này, nó vẫn chưa ra hoa nhá. Thì những cái tép này nó sẽ ra hoa muộn hơn một chút nhá các bác nhá. Cái hàng này thì như em giới thiệu lúc đầu ấy ạ, là hoa nó ra quanh năm. Hết đợt này lại tiếp đến đợt khác nhá. Có nghĩa là nó liên tục mà nó đẻ con rất là sai. Cho nên là cái việc đầu tiên khi mà mọi người nhận cây ấy, về nhà mọi người sang cho em một cái chậu khác nó to hơn, để cho cái cây này nó, sau này nó đẻ con ra, nó phát triển cây nó khỏe hơn nhá. Tất cả những cái dòng địa lan này nó đều không ưa nước, cho nên là khoảng tầm 2 đến 3 ngày mọi người mới phải tưới một lần nhá. Đây này, đây nhà em có trồng thử vào một chậu này cho các bác xem nhá. Một chậu này nó là 3 cây. Cái này thì tùy thuộc vào mọi người thích chơi cây to hay cây nhỏ ấy ạ, thì mọi người ghép nhá. Các bác trồng một cây cũng được, trồng vào chậu gốm, chậu sứ là đẹp nhất nhá. Đây này, vòi hoa này. Hàng tầm này của nhà em thì là 100% đang có nụ nhá, 100% đang có nụ này. Và cứ trung bình một chậu như thế này, trung bình một chậu này này, nó sẽ có khoảng tầm 5 tép. 5 tép đổ lên cho em nhá, 5 tép đổ lên này. Và như em nói từ lúc đầu video ấy ạ, là hiện tại bây giờ nó có hai ngồng hoa thôi. Thế nhưng mà còn một số tép này này là nó chưa ra hoa, thì các bác yên tâm nhá, từ giờ đến Tết chắc chắn nó sẽ ra nhá. Còn đây, lia qua bên này một chút này. Nó cũng là cái dòng địa lan, nhưng mà tên gọi của nó là quốc sắc thiên hương nhá. Đây, mặt hoa của nó là cái màu xanh trắng pha phẩy một chút hồng hồng ở cái lưỡi hoa này. Cái địa lan này thì giá cũng là 250.000 một chậu nhá, chưa có phí ship. Đây, trung bình một chậu này thì nó cứ dao động khoảng tầm 3 vòi hoa cho em. Đây, như đây em cũng đang ghép thử cho các bác một giò này. Đây là Tết các bác cứ làm cho em một chậu như thế này. Một chậu này thì nó cứ có khoảng tầm 5 cái chậu nhỏ này nhá. Hoa nó nở ra thì siêu đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn nhá các bác nhá. Mà tính ra nếu mà một chậu này vào Tết ạ, vào dịp Tết người ta sẽ bán cái chậu này có giá khoảng tầm 2 triệu nhá. 2 triệu đến 2 triệu 2, dao động 2 triệu đến 2 triệu 2. Bây giờ các bác mua khoảng tầm 5 chậu này thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 1 triệu 2 thôi. Cứ gọi là 1 triệu rưỡi đi. Mà các bác sẽ có được một cái chậu siêu to này nhá. Mà hoa nó ra quanh năm, các bác cứ yên tâm. Hoa ra quanh năm hết đợt này đến đợt khác. Cứ mỗi một đợt hoa thì nó sẽ kéo dài trong khoảng tầm 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Hoa nó rất là bền nhá. Cái màu này thì nó rất là tươi. Đây này, nó rất là bắt mắt nhá, rất là sáng ạ. Màu xanh trắng này, lưỡi phẩy một chút hồng nhá. Cái địa lan cúc sắc thiên hương này thì trung bình một giò nó sẽ có khoảng tầm 3 thân hoa nhá, 3 cái mầm hoa ấy ạ. 3 cái nụ hoa này, này. Sẽ có khoảng tầm 3 cái nụ hoa này. Và còn thân nhá, còn một số mầm này này là nó chưa nảy nụ đâu nhá.
Còn một số mầm nó chưa nảy nụ, bây giờ mới đang bắt đầu sưng nụ thôi. Thiên cung lữ bố hàng kg hôm nay em bán cho các bác theo thùng nhá. Đây này, một thùng như thế này em bán với giá là 150.000 này. Một thùng này về các bác có thể ghép được hai giò cho em nhá, ghép được hai bảng. Đây, cái hàng này thì các bác ghép vào dớn hoặc là vào lũa ạ, nó sẽ đẹp hơn là mọi người trồng chậu nhá. Cái này mọi người chia ra được hai bảng tương đối. Một thùng này là 150.000. 150.000 tiền hàng nhá. Mọi người cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nữa này. Đây. Cứ một thùng như này là 150.000. Hoặc là mọi người muốn mua theo kg thì em vẫn bán là 280.000 một cân nhá. 280.000 một cân này. Hàng này của nhà em nó là 100% là thân hoa. Đây các bác để ý cho em này. Dễ này, cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng nhá. Mà hàng này đã qua xử lý hết rồi cho nên là về bây giờ mọi người chỉ việc bỏ ra dân hồi cây rồi các bác ghép luôn được nhá. Đây mặt hoa của nó đây này. Hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. Cái dòng này nó là cái hạc vĩ tím đậm luôn này. Cánh tím đậm cho em nhá. Hoa cực kỳ thơm luôn. Đây. Cái thời điểm này là đang bắt đầu đến mùa hoa của nó. Thế nên là nó đang bắt đầu nó rụng lá nhá. Nó xuống lá để trào hoa đấy ạ. Đây này. Các bác mua cân em vẫn bán là 280.000 một cân nhá. Còn cái phiên ngày hôm nay thì em bán theo thùng. Cứ một thùng như thế này em bán là 150.000 tiền hàng cộng thêm 40.000 tiền ship nữa nhá. Em vừa cập bến được một cái lô đen dâu nắng nhá các bác nhá. Đây này, hàng của nhà em nó là hàng thân mập nhá. Ôi, ngon ngật luôn này. Cái lô này thì nó là cái lô đủ màu cho em. Em đang bán lẻ là 80.000 một cốc nhá. Các bác mua từ 5 cốc trở lên thì giá chỉ còn 75.000 một cốc nhá. Và toàn bộ cái giá hàng nó chưa có phí ship cho nên là mọi người vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng ạ. Đây là một số mặt hoa của nó nhá. Trắng này, đen dâu trắng này. Vàng này nó là cái vàng nắng nhá, vàng tươi ạ. Màu đỏ hồng. Cái đen dâu này thì nó cực kỳ là sai hoa nhá. Hoa thì là nó nở quanh năm luôn. Mà mỗi một đợt hoa của nó sẽ kéo dài từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng này. Đây mọi người nhìn cho em nhá. Mầm này, những cái mầm mới này. Tầm này cũng đang phát triển rất là mạnh luôn. Cái dòng đen dâu này thì nó không ưa nước. Cho nên là cứ khoảng tầm 2 đến 3 ngày mọi người tưới nước cho em một lần. Chú ý này mọi người này. Là các bác đừng để cho cái giá thể để nó úng nước nhá. Đừng để nó đậm nước quá nhiều. Nếu mà uống nước là cái rễ này này, nó sẽ bị thối hết rễ là cây nó sẽ nghẻo luôn đấy nhá các bác nhá. Đây. Đây là mọi người ở nhà em này thì nó sẽ có hai cái loại chậu. Một cái loại là nó là cái dạng lá mít này, mít xếp nhá. Thì là chậu nó sẽ ngắn hơn. Và còn một loại thì đây ạ, thân nó dài hơn này. Nhưng mà lá của nó là cái lá bình thường thôi nhá. Nó không hẳn là mít đâu nhưng mà lá của nó cũng tương đối to đấy ạ. Đó. Hai chậu này thì là hai loại hoa khác nhau nhá. Hai chậu này hai loại hoa khác nhau này. Cái này là phụ thuộc vào sở thích của các bác. Các bác thích chơi cái kiểu lá mít hay là lá thường thì mọi người khi mà đặt hàng các bác cứ nói rõ theo để em nhặt cho các bác nhá. Em có một cái lô vôi Myanmar tím đậm. Hôm nay em thanh lý sập sàn cho các bác là 175.000 một bảng nhá. Cái hàng này là đợt trước là em bán là 200.000 một bảng ấy ạ. Đây này. Hôm nay em ôm được cái lô này, nó là cái lô thanh lý của nhà vườn. Cho nên là em bán cho các bác với cái giá là 175.000. Vôi tím đậm luôn nhá các bác nhá. Hàng hoa nở chuẩn Tết này. Đây cái dòng này thì hàng thân thòng thời điểm này là đang bắt đầu nó xuống lá để nó trào hoa nhá cả nhà nhá. Đây là mặt hoa của nó, cái dòng vôi này thì nó hoa cực kỳ thơm nhá. Hoa rất rất là thơm luôn. Màu sắc tím đậm như thế này cho em nhá. Trắng tím này. 175.000 một bảng cho em nhé các bác nhé. Đây. Trung bình một bảng này thì nó cứ dao động từ 5 đến 6 ngọn đổ lên này. Đó. Thời điểm này là nó đang bắt đầu nó bước vào cái thời điểm nó xuống lá để trào hoa. Đây như mọi người nhìn này. Những cái thân này là xuống lá gần hết rồi nhá. Đang bắt đầu sưng mắt nụ rồi này.
sưng mắt nụ ở những cái đốt này này, như này này. Đó, hoàng thảo vôi Myanmar nhá, hàng thanh lý này, ôm lô thanh lý nên được giá rẻ nhá, 175.000 cho một bảng. Hàng này nó là cái hàng rừng nhá các bác nhá, hàng vôi rừng, cho nên là nó sẽ có cái màu nó hơi vàng vàng một chút nhá. Hàng này về bây giờ các bác chỉ việc treo lên thế này thôi, tưới nước hàng ngày, đợi nó xuống lá là nó cho hoa. Hàng 100% là thân hoa cho em này. Đây, một trăm bảy mươi lăm nghìn cho một bảng nhá các bác nhá. Bảng thì nó cứ dao động từ 5 thân đổ lên, ngắn dài xen kẽ này. Hôm nay em quay kỹ hơn cho các bác cái hàng phi điệp lưỡi bẹt nhá, 130k một bảng này. Đây nó là cái mặt hoa thực tế nở tại vườn nhà em luôn nhá. Đây đây, tay em đang cầm bông hoa đây. Đây 130.000 cho một bảng này. Hàng thuần rồi, về các bác chỉ việc ngoắc lên các bác chơi thôi. Trung bình một bảng này nó sẽ dao động từ 4 thân đổ lên nhá. Ở đây mọi người nhìn kỹ cho em này. Cái thân này thì nó sẽ không được to như mấy cái dòng giả hạc Pháp với lại cái trầm rồng đỏ đâu nhá. Nó chỉ vừa vừa thôi. Đây, quả thực tế luôn này. Còn đối với những cái dòng thân thòng này thì cái chiều dài tối đa nó cứ đạt khoảng tầm 80cm cho em. 7 đến 80cm nhá. Nhưng mà hiện tại cây ở nhà em này thì nó chỉ được khoảng tầm 20cm đến tầm 45cm thôi nhá. Đây nó chưa đi hết ngọn đâu, nó chưa đi hết ngọn đâu ạ. Nó thực tế luôn này. Đấy. Mà một bảng này thì nó sẽ xen kẽ cả thân ngắn lẫn thân dài, dao động từ 4-5 ngọn đổ lên nhá. 4-5 ngọn đến bảng nào nó nhiều nhất thì nó được khoảng tầm 6 ngọn thôi nhá. 6 ngọn thế nhưng mà chủ yếu nó là những cái mầm nó mới lên. Đây này, hàng xanh tươi mơn mởn luôn nhá. 130.000 là chưa có phí ship, nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Nghĩa là mọi người mua một bảng này ship là 40.000, mà mua đến 10 bảng hay 100 bảng ship cũng vẫn đồng giá là 40.000 cho em. Hôm nay trên chỗ này nó nắng, mà em để cả một loạt này nó quay thì các bác nhìn không rõ cây, cho nên em ship, em xếp tạm xuống đây được khoảng chục bảng để cho mọi người nhìn nó rõ hơn nhá. Cái hàng này mà các bác muốn chơi hoa dày á, thì các bác ghép cho em khoảng tầm 2 bảng, 2 đến 3 bảng mọi người ốp nó vào nhau là ok nhá. Siêu đẹp luôn ạ. Hàng quay trắng tím xương về thêm hàng nhá các bác nhá. Đây này, hàng thân mập nhá, siêu đẹp luôn. Có 230.000 một chậu thôi ạ. Đây là mặt hoa của nó nhá. Cái dòng này thì bông siêu to luôn nhá. Bông to lắm mà nó rất cực kỳ thơm, bền. Đây. Trung bình một chậu này nó sẽ có khoảng tầm 3 thân này. Đây, như những cái thân này thì có những thân nó vẫn đang tiếp tục đi ngọn, còn có những thân thì nó đã thắt ngọn rồi nhá. Đây này, các bác nhìn cho em này, một chậu 3 thân. Hàng này nó là cái hàng ươm ki. Hoa nở chuẩn Tết nhá các bác nhá. Dòng này hoa nở chuẩn Tết này. Tầm này đang bắt đầu nó xuất hiện cái tình trạng nó vàng lá, xuống lá để cháu hoa nhá. Thời điểm này nó chưa có bông. Thì các bác chơi thân chơi lá trước cho em nhá. Đây, ở đây em đang có một cái mặt bông bói này. Đây mọi người nhìn này. Bông nó to mà nó thơm lắm. Nó thơm cái mùi kẹo ngọt ấy ạ. Thơm ngọt ngọt nhá. Một chậu 3 thân thì 3 thân nó sẽ là ngắn dài xen kẽ, chứ nó không có là dài đều nhau đâu nhá cả nhà nhá. Đây này, như thế này này, các bác nhìn cho em này. Sẽ có một thân nó sẽ ngắn hơn hai thân kia nhá. 230.000 một chậu nhá. Hawaii trắng tím xưa. Em lên thêm một cái mặt hàng thân thòng hoa Tết nữa cho các bác nhé. Phi điệp tím hàng lưỡi bẹt này. Đây. Đẹp chưa? Có 130.000 một bảng thôi nhé cả nhà nhé. Một bảng của nó thì siêu dày ngọn luôn này. 100% là thân hoa cho em nhé. Đây là mặt hoa nó ở thực tế tại vườn nhà em này. Yêu chưa? Bông rất là bay nhá. Đây em lấy cho mọi người xem này. Trung bình một bảng này thì nó có từ 5 thân đổ lên nhá, hàng 100% là thân hoa. Cái hàng này về mọi người có thể bóc ra, mọi người trồng sang giá thể khác cũng được nhá. Đây này. Thân này thì nó cũng tương đối là mập nhá, tương đối là mập đấy ạ. Đó. Có 130.000 một bảng thôi.
Mà lưu ý với các bác nhá, là toàn bộ giá hàng nhà em báo ra là giá chưa có phí ship. Nên là các bác vui lòng ở mỗi thùng hàng mọi người cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. Hàng tầm này thì có những cái thân nó đã thắt ngọn, còn có những thân vẫn đang tiếp tục đi ngọn cho em nhá. Những cái hàng thân thòng này thì chiều dài tối đa của một thân nó sẽ đạt khoảng tầm 80 cm, 80 đến 90 cm một thân nhá. Đấy là chiều dài tối đa nhá mọi người nhá. Còn cái chiều dài hiện tại á, hiện tại của mỗi bảng thì chiều dài nó sẽ xấp xỉ khoảng tầm 20 cm đổ lên đây. Như thế này này, em đo thực tế luôn này. Em đang nói là trong cái trường hợp mà mọi người nuôi tốt ạ, chăm sóc tốt, thì cái chiều dài tối đa nó sẽ đạt khoảng tầm 8-90 cm. Còn bây giờ cái hiện tại, chiều dài hiện tại ở tại vườn nhà em là nó chỉ trên 20 cm cho một thân thôi nhá. Đây đo thực tế luôn này.